Ok, hello các em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại cùng đến với những tựa game trên mobi vui nhộn. Em còn nhớ là ngày trước mình đã từng chơi rất là nhiều tựa game trên mobi rồi đúng không? Và đấy đều là tất cả những cái tựa game mà thực ra tất cả những cái tựa game đấy đều là những cái tựa game rất là hay. Và những cái tựa game đấy nó giống như là nó đem lại cho mình một cái cảm giác rất là cuốn khi mà chơi. Và lần này cũng vậy, đây sẽ là một tựa game đem lại cho anh em cái cảm giác hồi hộp và lo lắng. Thực ra là mình không chắc là nó có lo lắng hay không, nhưng hồi hộp là có anh em ạ. Thì đây là phần 2 của cái con game tàu điện bựa. Thì anh em có thể nhớ là mình đã từng chơi con game tàu điện bựa một lần à, đó chính là cái video mà gái xinh VS với 6 ông dê xồm ấy. Ừ, hình như là video đấy. Thì đây là phần 2 của cái con game đấy. Rồi, hãy cùng đến với bàn đầu tiên. Rồi, ủa, ông cụ căng thẳng quá nhỉ. Để xem mình có thể giúp gì được cụ không nào. À, mình có thể lấy được cụ luôn anh em ạ. Ôi, thế thì chắc lấy được cả bà rồi. Ôi, thanh niên mặc vest số hưởng không anh em. Thanh niên mặc vest số hưởng vãi được cả một em váy tím, tóc vàng đứng úp véo vào mặt anh em ạ. Sướng, không còn gì để nói. Đây, mình sẽ cho bà ngồi đây. Mình sẽ cho ông ngồi đây nhá. Đây, mình sẽ cho ông ngồi ở đây và mình sẽ ngồi chỗ này. Đấy, mình sẽ ngồi cạnh gái công sở anh em ạ. Hợp lý. Next nào. Bàn thứ hai. Ai đây rồi. Mình nghĩ là đã có cái bổng đấy rồi. Em váy hồng đang ngủ gật anh em ạ. Giá mà mình được ngủ cạnh em ý thì có vẻ sướng không. Ui. Ủa mẹ rồi, mình không cố tình nhá. Mình không cố tình đâu, chỉ là thấy cái túi của thằng đấy tự nhiên nó mở ra, thế là mình bất ngờ quá, mình mới phải thò tay vào để xem là tại sao, nguyên nhân gì lại khiến cho cái túi như thế đúng không? À, thì là giang bắp răng bơ rồi, chắc chắn là giang bắp răng bơ rồi. Cái thằng này tại sao lại có cái lá trên đầu thì quái là nhỉ? Cho vào đây ra. Ui, nổ rồi. Ơ? Hóa ra nó là con trồn anh em ạ. Người ta gọi là gì? Con nai ngồi cạnh con trồn thấy thế, liếm. Con nai. Rồi, mình sẽ không nói cái nó liếm cái gì đâu. Và mình đố anh em biết là con trồn nó liếm cái gì của con nai đấy. Vâng, em gái váy tím suốt ngày đứng chổng mông vào quý vị và đại biểu thôi. Cái gì đây? Chai dầu ăn này là có tác dụng là để thông đít à? Đúng không? À, thì mình đoán rồi. Chúng ta sẽ phải kiếm 3 cái linh kiện của con robot đấy. À đây, 3 cái đây. Đấy, mình sẽ phải kiếm đủ 3 cái linh kiện của con robot rồi mình sẽ cho vào người nó. Xong à? Ui giời. Đúng là thật đồng mà đúng không? Rồi, hóa ra ấy là cái lọ dầu ăn kia, cái chai dầu ăn kia chúng ta không sử dụng đến. Cái quan trọng là mình sẽ chỉ sử dụng cái chai dầu ăn để thông đít thôi các bạn, để gọi là bôi trơn thôi. À, chúng ta có nhiều đồ quá này. Có cái ghế đây các bạn. Có cái camera ở đây này. Camera ở đây làm gì? Đừng bảo là bây giờ mình sẽ phải đóng giả mà cụ nhá. Ôi ơi, cụ yếu quá cháu ơi. Ôi, cụ yếu quá các cháu ơi. Cho cụ ngồi với. Cái gì đây? Ơ? À, thế là thì quái nào? À, thì hóa ra là cái con này nó chỉ là kiểu như là nó chỉ là cái hình ảnh của cái camera thôi. Và hình như theo mình biết thì cái cô gái, cái em gái tìm đấy tên là Miku đúng không? Tên là Miku hay gì đấy, là một ca sĩ, người gọi là ca sĩ ảo ở bên Nhật Bản rất là nổi tiếng. Ơ, à, lấy được cái này luôn này. Lấy được cái này thì sao? Thế có thể là mình sẽ lấp nó vào cái chỗ bị nứt này đúng không? Xong mình ngồi lên đúng không? So easy ấy anh em ạ. Easy. So easy. Bàn thứ 6. Chúng ta có đĩa cere ở đây. Và mình có quả rất nhiều đĩa anh em ạ. À, ngôi sao đây rồi. Ngôi sao của chúng ta đây rồi. Tóc đỏ à? Xuân tóc đỏ. Quả là Xuân tóc đỏ không? Nhưng mình nghĩ là đây là chắc là một ngôi sao nhạc đồng khuê. À đây, có quả đĩa đây. Bây giờ nhá, mình sẽ cho từng đĩa một, mình sẽ cho đĩa trắng vào trước này. Ai chả, có một con đĩ béo và một con đĩ gầy tự nhiên nó xông ra nhảy nhót ở trên tàu điện là như quái nè. Ê, thằng béo nó còn mặc áo hồng hình công chúa nữa. Để xem có lấy được gì trên người con thằng này không. Lấy cái gì đây, hai cái đũa à? À không phải là, có vẻ không phải là cái đũa đâu, mà nó giống như là kiểu cái đèn phát sáng ấy. Thế thì chắc là mình sẽ cho một trong số những người ngồi ở đây rồi. Để xem cho ai đây. Có cho được thanh niên này không? Ui, cho được luôn anh em ơi. Vâng, đội cổ vũ thành hình.
Ôi ôi, có ghế ngồi luôn anh em ạ. Người ta gọi đây là những đồng âm nhá. Đồng âm chứ không phải là đồng dâm. Đồng âm khi mà gặp đến được nhau thì họ sẽ rất là vui vẻ. Anh em đã bao giờ thử ngồi à, con đĩ khỉ, ôi lại còn có mấy hai. Người ta gọi đây là gì? Thể hiện tình cảm nơi công cộng một cách quá đà đấy. Cái tội này là bị khét và cái tội là gây ngứa mắt cho người ngồi bên cạnh. Nó giống như kiểu hai bên này đi cà khịa nhá. Nó thấy mọi người không có người yêu và chúng nó có đôi có cặp thì chúng nó bắt đầu ngồi cà khịa anh em ạ. Bằng cách là hôn nhau à, chu mỏ như mỏ, mồm như mồm mạnh. Ủa ôi, cái gì đây? Ấn vào thằng này sao? Ui, ui tôi bỏ mất. Ui rồi, thôi 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 thôi. Nát một đời hoa là tan ba đời 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 mông nít rồi. Quả ác của mình quả này thì vỡ mồm luôn anh em ạ. Mình thấy có cái gì đó ở đây. À đúng rồi, còn cái sợi dây trên đầu ông già nữa. Thì sao đây? Cho lên đây đúng không? Hay là cho cái này vào đây? À cho con khỉ cái điện thoại ấy. Trời đúng. Xong rồi cái bơm này để làm gì? Cái bơm này để làm gì? Đừng bảo là cái bơm này mình sẽ dùng cho mấy người này nhá. Ôi rồi mình sẽ bơm vào mồm thằng áo đỏ anh em ạ. Rồi muốn láo muốn tét thật. Dám mẹ hôn nhau trước mặt mình à? Chúng ta có... Ui rồi có một vị đầu bếp ở đây. Và một con cá anh em ạ. Có một con cá. Có con mực luôn này. À không được, con mực này nó sẽ phun vào mặt mình không được. Chúng ta không nên đụng vào con mực nhá. Để xem là chúng ta có gì đây không. À đây con dao đây. Rồi con dao. À thế thì chắc là mình sẽ phải đưa cho ông đầu bếp rồi. Ông đầu bếp sẽ làm gì đi, chú làm gì đi chú. À có thể lấy được ông đầu bếp luôn anh em ạ. Đầu bếp sẽ... Úi dồi ôi, đúng là đầu bếp anh em ạ. Quay tay tuyệt đỉnh. Rồi mình lấy được cả cái xương này luôn và mình sẽ ngồi vào đây. Nhờ có ông chú mà chúng ta đã có được sushi để đút vào mồm rồi anh em ạ. Chứ không phải đút vào đít nhé. Next, ba thứ chén. Ái chà chà. Cô thanh niên mềm biết ngay mà. Nhìn cái thể loại đấy thôi là mình đã biết là mình có thể lấy được cái hũ đấy rồi. Cái gì đây? Chúng ta có hai hũ. Và thằng này đang rất là béo. Mà cái chỗ ngồi này thì rất là bé. Mình phải giảm cân nhưng mà mình sẽ thử cái hũ này trước. À rồi, gầy quá rồi anh em ơi. Ngồi vào thôi. Ui không được rồi. Ui ôi. Ui hai em gái tức anh em. Hai em gái tức thì là hai em gái đánh mình. Đấy. Thế sau khi hai em gái đánh mình xong rồi thì hai em gái mệt quá. Thế là mình lại đánh lại. Mà mình không dùng chân, mình không dùng vũ lực đâu. Mình chỉ dùng cái gậy của mình để mình đánh lại hai game thôi. Thế là sau một hồi mình đánh xong thì tự nhiên bụng hai em lại to lên. Vui vẻ mạnh cực. Rồi thế cái đấy không dùng được thì chúng ta sẽ đổi nhá. Có vẻ là chúng ta sẽ phải tập anh em ạ. Tập thể dục thể thao thì mới gầy đi được chứ. Còn dùng cái mà cái thuốc đấy bôi vào thì cũng không gầy đi được đâu. Nó chỉ là một thời gian được thôi. Nó không phải là vĩnh viễn. Đấy, được ngồi giữa hai em gái sướng nhỉ. Phê vãi cứt. Rồi tự nhiên muốn hát gì hơi thế nhỉ. Chúng ta có hai cái gì đó. Có lại có thằng tập gym. À đây này. Ở trên cánh cửa mình thấy có gì đó này. À có ninja anh em ạ. À lấy được cái này. Cái đéo là mình hát xì hơi nhiều nhỉ? Người ta bảo là hát xì hơi hai cái là đang có người nhắc mình đấy. Uầy, mà đây là tháng cô hồn anh em ạ, không biết là ai nhắc mình tập này. À đây, mình sẽ cho cái này vào đây đúng không? Rồi, hút luôn. Easy. Rồi, và nếu như anh em để ý thì mình đã rất nhiều lần ngồi cạnh cái em công sở này rồi. Có thể đây là duyên trời định của mình với em ý anh em ạ. Không biết là đến cuối cùng thì mình có thể cưới em ý về làm vợ được không nhỉ? Bàn 11. À cô bé bán dâm, à cô bé bán diêm này. Tội nghiệp cô bé quá. Cô bé cần 3 cái diêm đỏ. Đây. Chúng ta còn một cái loại diêm nữa là diêm này nhưng mà mình nghĩ là không phải là cô bé này đây. Cô bé cần 3 cái diêm đỏ thôi. Mình à đây. Mình phải đi tìm diêm đỏ. À đây đây đây. Đây rồi, đã có 3 được cái diêm đỏ. Trả cho bé này, đấy, trả cho bé diêm đỏ đây. Thích chưa? Ôi ôi. Cô bé bựa vãi đái anh em ạ. Ở trong câu chuyện kia là cô bé ước là có đồ ăn, cô bé ước là gặp bà xong rồi cái gì đấy. Xong cùng là cô bé chết. Chứ còn ở trong này tự nhiên cô bé lại ước có nhiều tiền anh em ạ. Cô bé khôn vãi lè. Nhưng mà hình như là hơi sai. Cô bé bán diêm tại sao lại đi quàng khăn đỏ là thế đéo nào? Hay là đây là câu chuyện cô bé bán diêm quàng khăn đỏ? Hoặc là cô bé quàng khăn đỏ bán nhưng mà cô bé bán diêm anh em ạ. Cái gì đây?
Tôi ghi đây, tôi ghi đây, tôi ghi đây, ghi đây. What the fuck? Mình không chặn vào con đấy các bạn. À, có cái gậy này, đó. Có cái gậy nhé, mình đoán là cái gậy này sẽ bắn vào con đĩ này. Không phải ạ? À? Thế thì chắc là mình sẽ phải đưa cho một ai đấy rồi đúng không? Để xem mình sẽ đưa cho ai đây. À, đưa cho chị công sở này. Rồi ôi, bố mẹ bắt đi làm công sở nhưng thực ra bạn này là siêu nhân. Siêu nhân nghe mà. Bàn thứ 13. Chỗ này có gì không? Bàn này là... Wow! Mẹ vai to thế nhở? Tập gym quá đà ấy các bạn. Chắc chắn đây là một trường hợp tập gym quá đà rồi. Khiến cho cơ thể giống như kiểu là chuẩn bị phát nổ vậy. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Không làm gì được thanh niên này các em ạ. Mẹ khó nhỉ. Ô ô à, thì có thể là mình sẽ cho hai bé gái ngồi trên vai của thằng này. Đấy, sướng chưa? Thế là mình có ghế các em ạ. Thơm. Rồi ok, và vừa rồi thì chúng ta đã chơi xong 13 bản đầu tiên của con game này rồi. Tại vì do là cái con game này nó chỉ có 25 bản thôi, thế nên là mình sẽ chia ra làm 2 tập. Mỗi tập chơi một nửa, nhưng hôm nay chúng ta chơi 13 bàn thì hôm sau chúng ta sẽ chơi nốt 12 bàn còn lại. Ok, được rồi, và xin giới thiệu lại với anh em thì cái con game này có tên là xe bít. À đâu, tàu điện. Mình chỉ biết nó tên là tàu điện thôi, còn đâu tên của nó chính thức thì mình không biết được, tại vì đây là game tiếng Nhật mà. Được rồi, dù sao thì đây cũng là một con game rất hay, rất là bựa. Có rất nhiều tình tiết khiến cho mình hồi hộp và bất ngờ. Và nếu như các em thích con game này, đừng quên để lại một like để ủng hộ mình và đăng ký kênh để giúp mình sớm đạt được 1 triệu người đăng ký nhé. Còn giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.